Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ về sản phẩm Citalan 75WB. Đây là một trong những loại thuốc mà đặc trị nấm bệnh trên cây trồng, rất là hiệu quả. Đây là cái gói Ciala các bạn nhé. Gói này thì có quy cách đó là 100g. Hai loại chất chính của thuốc Ciala đó là Siboxanin 15% và Chlorothalonil 60%. Về công dụng của thuốc á, thì đây là một thuốc trừ bệnh hỗn hợp. Nó có tính tiếp xúc và nội hấp. Nội hấp có nghĩa là lưu dẫn các bạn ạ. Vì vậy thuốc có phổ trừ bệnh rất là rộng, phòng và trị bệnh luôn các bạn. Hiệu quả việc phòng và trị bệnh này thì rất là hiệu quả trên nhiều loại cây trồng. Thì thuốc đặc trị một số bệnh, ví dụ như xương mai nè, móc xương nè, đốm vàng thì trên cây lúa, xương mai móc xương thì xảy ra trên những cái loại cây như khổ qua, dưa leo, bầu bí. Thì mình xin đi vào cái phần quan trọng nhất của video, đó là cái chia sẻ về cái liều lượng phun. Thì ở đây liều lượng chúng ta dùng 0,6 đến 0,8 kg trên 1 hecta. Khi mà chia ra cái liều nhỏ hơn thì chúng ta sẽ pha theo liều sau các bạn nhé, đó là 12 đến 15 gram cho 8 lít nước. Thường thì chúng ta phun từ 5 đến 6 bình trên 1.000 m². Thuốc này thì có thể phối với nhiều loại thuốc khác, nhưng mà ngoại trừ những thuốc có tính kiềm cao và hoặc là axit cao. Khi các bạn phun thuốc bệnh thì các bạn cũng lưu ý là các bạn phun đều mặt trên, mặt dưới lá, thân, cành, và phun luôn hẳn vào gốc hoặc nhiều la từ gốc, phun tiến ra ngoài theo hình đường tròn đồng tâm bán kính 50cm các bạn nhé, để thuốc có thể thấm đều xuống mặt đất, thấm vào trong rễ và nó bảo vệ rễ khỏi nấm bệnh tấn công. Thời gian từ nay mình cũng xin chia sẻ luôn những cách mà các bạn có thể tìm được những cái thuốc mà nó có cùng hoặc là hạt chất tương tự với cái thuốc mà mình đang xem. Ở đây ví dụ cụ thể là thuốc Citala. Ví dụ như vậy thì bạn sẽ là copy nè các hạt chất ở đây, bạn bôi đen, bạn ống chuột phải vào chọn copy, sau đó các bạn vào website ở tên là vietnamnonghiepsach.com.vn. Sau một vài giây thì website sẽ hiện lên như vậy các bạn nhé. Thì các bạn để ý giùm mình là ở trên phần trên có một ô hình chữ nhật cũng như là tìm kiếm sản phẩm. Thì bạn bấm chuột phải vào, các bạn chọn dán, thì lúc này hoạt chất chlorothalonil nó nằm trong ô này, các bạn bấm hình kiếm lớp lớp ở đây nhé. Thì sau một vài giây thì website sẽ trả về cho chúng ta một số kết quả. Ví dụ đây bạn thấy là cái thuốc Agrolin 75WB, đây là cũng có hoạt chất là chlorothalonil luôn. Hoặc là cái thuốc Conin 500SC, hoặc là thuốc Revus Opti 440SC. Một số thuốc thì nó chỉ có cái hoạt chất liên quan đến chlorothalonil thôi. Thì website cũng hiển thị cho chúng ta biết được. Đây là Daconin dạng gói các bạn nhé, cũng có hoạt chất đó. Ciala là sản phẩm mà chúng ta đang xem. Thì giả sử khi mà các bạn thích một sản phẩm nào đó thì các bạn lại bấm vô tiếp để các bạn xem là sản phẩm đó nó có được là những cái hoạt chất gì đó. Thì các bạn bấm chuột vào các bạn nhé. Thì sau vài giây thì chúng ta thấy được là website sẽ lót vào chúng ta thấy là sản phẩm Daconin dạng bột. Ở đây là cũng có hoạt chất là chlorothalonil. Thì các bạn sẽ xem thêm công dụng rồi quy cách hướng dẫn sử dụng vân vân ở đây các bạn nhé. Thì video mình làm đến đây đã xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.